Nhân dưới này rất là rất ít dễ mà tốt thế này. Năm đầu tạo tán. Sung này đang gây, đang nuôi tán, đang buông cả những cái cành to. Cái cành này vẫn còn hơi bé, nó to ra chút nữa tạo tán. Đây là một em dưới khủng, tay nó hơi bé, tay này đang nuôi cho nó to lên, to lên bằng tay này trở lên, nó đẹp, tay còn bé quá. Lên lại là bắt đầu nước nó ra nó không bị chạm vào lá, lên lá nó chạm mà nó cứ bị thối thì cho nó dỡ ra, dỡ ra nó không mấy lại. Một em ổi mini đang hình thành. Em một ổi mini rất đẹp. Nhân dưới này được mấy năm đấy nhỉ? 3 năm.